Phát hiện cá kỳ dị có tay đi bộ dưới đáy biển. Các nhà khoa học ở Tasmania vừa tìm ra một đàn cá thuộc nhóm cá có tay hiếm nhất trên thế giới, mở ra nhiều hy vọng trong việc bảo tồn thành công giống cá kỳ dị này. Theo báo chí, loại cá kỳ dị này có bốn vây màu đỏ, nhìn trông như tay và chân của chúng. Thay vì bơi, chúng dùng những cánh tay này để đi dưới đáy biển. Đặc biệt, loài cá này chỉ xuất hiện ở bờ biển phía đông nam của đảo Apple. Trước đây, các nhà khoa học tin rằng hiện loài cá tay đỏ này chỉ còn lại một nhóm 20-40 cá thể sống ở vịnh Frederick Henry. Cho đến tuần rồi, một nhóm thợ lặn từ Viện Nghiên cứu Hàng hải và Nam cực EMAS kể lại. Tiếp đó, họ phát hiện thêm 7 cá thể cá tay đỏ cũng đang lẩn trốn gần đó. Tổng thể đàn cá này có thể có từ 20-40 con, nâng tổng số lượng cá tay đỏ còn lại trên hành tinh này lên gấp đôi. Loài cá này sống phổ biến ở vùng biển Tasmania trong những năm 1800, đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng do sự suy thoái môi trường sống. Hiện nay, nó đã tiến hóa lớn hơn 10cm và không đi xa ra khỏi khu vực an toàn rộng khoảng 2 sân tennis. Người đàn ông leo núi bất ngờ phát hiện loài hoa như trong truyền thuyết. Tại trạm dừng chân trên hành trình leo núi ở Thiểm Tây, Trung Quốc, một người đàn ông bất ngờ phát hiện ra một loài hoa kỳ lạ. Ban đầu, anh không biết đó là loài hoa gì. Anh chỉ thấy bề ngoài của bông hoa được bao bọc bởi một lớp màng mỏng. Nhìn bông hoa giống như món sủi cảo tôm, nhưng bên trong có màu lạ. Anh rất ngạc nhiên nên chụp một tấm ảnh để làm tư liệu hỏi thông tin từ các chuyên gia. Ngoài những bông có màu hồng, loài hoa này còn có những bông hoa có khả năng phát sáng, nhìn chúng giống như những bóng đèn nhỏ. Thân của cây hoa cũng rất đẹp. Anh nhớ lại, dường như loài cây này đã được mô tả trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, vì thế anh càng muốn tìm hiểu về lai lịch của chúng. Vì bị sắc đẹp của loài hoa này hấp dẫn, anh đã ngắt một bông hoa mang về nhà để nghiên cứu. Nhưng một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện sau khi anh ngắt xuống, bông hoa lập tức đổi sang màu đen, đồng thời chảy ra giọt nhựa cây trong suốt như giọt sương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh vô cùng chấn động và hoảng sợ. Sau khi về nhà, anh liền gặp chuyên gia để tìm hiểu về loài hoa lạ này. Các nhà nghiên cứu thực vật cho biết đây là một giống hoa thuộc họ hoa lan, tên của nó là lan thủy tinh. Loài cây này rất hiếm gặp, nó có cái tên khác như mộng hoa lan, u linh thảo. Loài thực vật này là ký sinh trùng, mọc trên nấm hoại sinh, gốc và rễ của cây tương tự như cây nấm. Lan thủy tinh rất dễ bị tàn héo, chúng sinh trưởng và phát triển tại những khu vực có lá cây khô ẩm ướt và âm u. Hình ảnh của loài hoa này được mô tả trong một bộ tiểu thuyết võ hiệp Hoa của Minh Giới, Hoa của Thế Giới Ngầm hay Hoa của Thế Giới Chết, This Flower. Trong truyền thuyết, loài hoa này có được năng lực cải tử hồi sinh, nó mang theo sức mạnh siêu nhiên khiến nhiều người thèm muốn. Nhưng đó là trong tiểu thuyết, ngoài đời thực, loài hoa này không có những năng lực siêu nhiên như vậy. Lan thủy tinh sinh trưởng trong điều kiện rất đặc thù, rất khó để cấy ghép, tuy nhiên nếu biết được thói quen sinh trưởng thì cũng có thể cấy trồng loài hoa này. Lan thủy tinh yêu thích sinh trưởng ở giữa rừng núi, trong khu vực u ám ẩm ướt. Nó cũng chính là một loài nấm đặc biệt bởi vì nó không cách nào tự tiến hành quang hợp và phải dựa vào điều kiện môi trường bên ngoài. Vì vậy, nó sinh trưởng và phát triển trong điều kiện rất khắt khe. Ly kỳ về người đàn bà đẻ ra cặp rắn thần song sinh. Đó là câu chuyện bi hài mà cho đến nay đã ngót nghét hàng trăm năm. Nhưng hàng ngàn người dân ở huyện Lúa Yên Thành, Nghệ An vẫn không thể nào lý giải được thực hư. Theo ghi nhận, trước đây có một đôi vợ chồng lấy nhau nhiều năm mà không có con. Mãi đến lúc về già, người vợ bỗng dưng mang bầu. Điều kỳ lạ là đến lúc sinh đẻ, bà lại sinh ra hai quả trứng. Không hiểu trời xui đất khiến gì mà bà không hề hốt hoảng, mà lại ôm ấp hai quả trứng vào lòng như báu vật cho đến ngày hai quả trứng nở ra hai con rắn. Thế rồi, câu chuyện cặp rắn thần song sinh và sự ra đời của hai ngôi đền tâm linh tọa lạc tại huyện Yên Thành bắt đầu cuộc sống. Đã từ rất lâu, người dân huyện Lúa Yên Thành vẫn truyền tay nhau về cặp rắn thần song sinh. Câu chuyện truyền thuyết mang sắc màu huyền bí này có liên quan đến sự ra đời của hai ngôi đền linh thiêng nhất ở huyện Yên Thành là đền Đức Hoàng ở xã Phúc Thành
và định canh ở xã Đức Thành. Để làm sáng tỏ thực hư câu chuyện, chúng tôi đã lên đường mục sở thị hai ngôi đền để vén mở bức màn huyền bí này. Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Huy Quang, trưởng ban quản lý ngôi đền canh, niềm nở kể lại câu chuyện về cặp rắn thần sông Sinh bằng giọng chắc nịch. Thực hư câu chuyện về cặp rắn sông Sinh đã xảy ra ngót nghét hàng trăm năm. Bản thân tôi cũng chỉ được nghe qua lời kể của ông bà và các bậc cao niên, vốn nổi tiếng thông nho ở trong huyện kể lại. Tiếp tục theo ký ức của ông Quang tìm lại lịch sử đã lưu truyền, chúng tôi được biết, ngày xưa có một ngôi làng mang tên làng Xuân Hòa, rất đông người sinh sống. Nơi đây có cánh đồng rộng kéo dài từ cửa chợ sàn vào đến cánh đồng bùn, đền cổ, khe ganh ngày nay. Ngôi làng này, hồi đó có đôi vợ chồng là cụ Hoàng Phúc Hữu và Vũ Thị Quyên lấy nhau đã hơn 40 năm nhưng không có con. Mãi đến năm cụ Quyên bước sang tuổi 62, vào một ngày hè nóng nực, cụ Quyên ra khe ganh lấy nước về sinh hoạt, rồi tiện thể xuống hồ tắm cho mát mẻ. Sau lần đó, cụ Quyên linh cảm trong người có sự thay đổi khác thường. Ngày qua tháng lại, hiện tượng thai nghén ngày càng biểu hiện rõ rệt, bụng càng ngày càng phình to ra. Nhận diện là mình đã mang bầu, dù tuổi già sức khỏe đã hom hem, nhưng cụ Quyên vẫn hồ hởi thuyết mang thai, cùng chồng đợi ngày mãn nguyệt tới tuần đón con ra đời. Câu chuyện càng trở nên kỳ lạ khi đến ngày trở dạ, cụ Quyên không sinh ra người mà lại sinh ra hai quả trứng. Mặc dù ngỡ ngàng, sợ hãi, nhưng cụ Hữu vẫn thuận theo ý vợ, quyết định giữ lại hai quả trứng lại để ấp ủ. Bởi theo hai cụ, dù sao thì cũng là máu mủ của mình, nên họ không nỡ vứt đi. Sự việc càng trở nên huyền bí đến hoang tưởng, bởi đúng 9 tháng 10 ngày sau, hai quả trứng kia mới nở ra hai con rắn. Lúc đầu thấy vậy, hai vợ chồng tỏ ra rất sợ hãi, họ không dám động vào. Thế nhưng hai con rắn kia lại không có biểu cảm làm hại người khác. Ngược lại, chúng còn quấn quýt bên hai vợ chồng già này. Hai cụ đi đâu, hai con rắn đều theo đó. Sau một thời gian, cụ Hữu bàn với cụ Quyên, quyết định xem chúng là con của mình và đặt tên cho con rắn màu vàng là rắn anh, với tên gọi Hoàng Tiến Sơn. Rắn em màu đen đặt tên là Hoàng Tiến Kỳ. Khi dư luận chưa hết bàng hoàng, những lời đồn đại cuồng tín lại tiếp tục được theo dệt, thêm bớt và truyền tay nhau. Chuyện là vào một ngày, hai vợ chồng ra đồng cùng hai đứa con rắn của mình. Trong lúc xới đất, không may người cha xắn đứt đuôi của con rắn anh. Bị đau quá, rắn anh bực tức kéo rắn em về nhà. Khi về đến nhà, hai con rắn đứng hai bên cửa ra vào. Khi người cha vừa đi làm về, hai anh em rắn đứng dựng lên, nghển cổ cao đầu định xông vào cắn cụ. Thật may, linh tính biết trước được chuyện này, cụ Hữu đã quỳ sụp xuống, chắp hai tay lại khẩn vái van xin. Sau đó, hai anh em rắn bỏ đi mỗi con theo một hướng. Rắn em đi đến bầu ác thuộc làng Diệu Ốc, xã Phúc Thành ngày nay. Rắn anh rắn bị cục đuôi đi theo hướng bầu canh đến một vùng đất cao ráo. Phong cảnh sơn thủy hữu tình bên bờ bầu canh để lại ba giọt máu. Phần nghĩ thương cặp rắn con, phần thấy có lỗi vì không may làm rắn con đổ máu. Hai vợ chồng đã vận động dân làng đi tìm. Khi đến bờ bầu canh thì thấy ba giọt máu, họ liền lập đền thờ cúng viếng. Kể từ đó, nhân dân trong vùng đặt tên là đền canh hay còn gọi là đền hạ. Chưa dừng lại, sau khi để lại ba giọt máu bên bờ bầu canh, rắn anh tiếp tục đi lên ngàn thượng thuộc vùng đất Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An thì gục ngã. Kiệt sức không đi được nữa nên rắn anh đành nằm lại và tạ thế tại đây. Nơi đây về sau nổi lên một ngôi mộ rất to và đẹp. Sau đó, người dân địa phương đã lập nên ngôi đền thượng tên gọi ngày nay. Như thông lệ, hàng năm cứ đến ngày 20 tháng 2 âm lịch, người dân địa phương lại làm dỗ cho ngài và tổ chức lễ rước ngài từ đền thượng về đền canh để làm lễ. Riêng về rắn em, khi chia tay rắn anh, ngài đã đi về hướng bầu ác thuộc làng Diệu Ốc, xã Đại Trung, nay là xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, và tạ thế tại đây. Về sau, nhân dân trong vùng đã xây dựng ngôi đền thờ ngài và gọi tên là đền Đức Hoàng. Sau này, người dân đã triển khai tôn tạo hai ngôi đền và hàng trăm tế lễ hương khói để xin các ngài phù hộ mùa màng tốt tươi. Ngày nay, người dân huyện Yên Thành quen gọi là rắn cục bầu canh, rắn lành bầu ác, để chỉ về câu chuyện huyền bí về hai anh em rắn thần này. Về phần hai vợ chồng già, hai cụ đã cơm đùm cơm gói vượt đại ngàn đi tìm hai giọt máu. Hai vợ chồng chia nhau đi theo hai hướng, nhưng do tuổi cao sức yếu, hai cụ đã tạ thế trong rừng sâu. Ngày nay, người dân xứ Nghệ quen gọi khu rừng nơi ông tạ thế là ngàn nhà ông, còn khu rừng bà vợ tạ thế là ngàn nhà bà.
Theo sử sách ghi lại, thì người dân xứ Nghệ không lấy sự tích gặp rắn đó để nói về sự ra đời của đền Đức Hoàng tọa lạc ở xã Phúc Thành. Theo tài liệu lưu lại ở Ban Văn hóa xã Phúc Thành cũng như ở Bảo tàng Văn hóa huyện Yên Thành, thì đền Đức Hoàng thờ tướng Hoàng Tá Thốn, tự Hoàng Minh, hiệu Tô Đại Liêu, quê làng Vạn Phần, nay là xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Cụ thể trong văn bia và phả tộc họ Hoàng ở Phạn Tràng ghi chép: Sát Hải Đại, vương Hoàng Tá Thốn sinh năm Giáp Dần, năm 1254, vào đời vua Trần Thái Tông ở làng Vạn Phần, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thời niên thiếu, ông có sức khỏe phi thường, giỏi võ và đặc biệt là có tài bơi lội. Khi quân Nguyên Mông xâm lược nước ta, ông được sung vào đội thủy binh thiện chiến của nhà Trần, được Hưng Đạo Đại Vương chiêu làm nội thư gia, giúp việc binh thư dưới trướng. Ông đã có nhiều công lao trong đánh giặc ngoại xâm, lừng lẫy nhất là cuộc chiến trước sông Bạch Đằng năm Mậu Tý năm 1288. Ông được cấp ấn phủ, thống lĩnh hàng vạn quân cùng tàu thuyền. Dùng chiến thuật đục thuyền địch nên quân Nguyên bị đại bại, tướng giặc thoát hoang phải chạy về nước, Ô Mã Nhi bị bắt sống. Sau chiến công lẫy lừng đó, vua Trần Nhân Tông sắc phong ngài là Sát Hải Đại Vương. Sau khi quân Nguyên Mông rút về nước, ông tiếp tục thống lĩnh các đạo thủy quân, coi giữ 12 cửa biển. Trong một lần đi tuần ven biển, ngài bị bệnh và qua đời vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán tại Cửa Trào, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa ngày nay. Triều đình đã đưa thi hài của ngài về an táng tại quê nhà. Sử liệu còn ghi chép lại, ông không những là người có tài thao lượng trong đánh giặc, mà còn có công lớn trong việc chiêu binh mở đất lập làng, nhưng được nhân dân nhiều địa phương tôn ông làm thành hoàng. Tuy nhiên, ngoài đền Đức Hoàng, ngoài thờ thành hoàng, còn thờ thần rắn Bạch Y Công Chúa và mẫu Liễu Hạnh. Đền Đức Hoàng còn có quy mô kiến trúc không lớn nhưng lại mang vẻ cổ điển linh thiêng. Nơi đây trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, đậm đà bản sắc văn hóa của người dân địa phương. Lễ hội đền Đức Hoàng được tổ chức hàng năm vào ngày 30 Tây tháng 1 và ngày 1 Tây tháng 2 âm lịch, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới thăm. Với những giá trị lịch sử văn hóa, năm 2000, đền Đức Hoàng được nhà nước công nhận là công trình di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Riêng về ngôi đền Canh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành cho đến nay vẫn chưa thấy một tư liệu nào ghi chép thờ nhân thần, mà chính điện của đền Canh là thờ thần rắn. Theo ông Phạm Xuân Long, một cao niên ở xã Đức Thành, thì tư liệu về đền Canh đến nay hầu như không còn nữa. Thông tin có thể coi là bảo mật. Hiện nay có chăng cũng chỉ là những dòng chữ Nho, chữ Hán khắc trên hai cổng nanh và cửa tam quan đã bị vụn vỡ. Để bảo vệ ngôi đền thiên, hàng năm Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thành vẫn cử người trông coi đền và hương khói vào ngày mùng 1, ngày rằm và tổ chức lễ hội vào ngày 20 tháng 2 âm lịch hàng năm. Hiện nay, một số hạng mục của đền đã xuống cấp trầm trọng, nên chính quyền đang kêu gọi người dân địa phương, các nhà hảo tâm để duy tu tôn tạo, phục dựng lại di tích xứng với giá trị tâm linh của câu chuyện truyền thuyết.